À, quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta xem một cây vú sữa đây, hoàng kim đang có trái và có trái chín trên cây luôn. Cây vú sữa hoàng kim đây là gốc của nó nè. Cây này được ghép trên gốc của cây vú sữa thường. Này, như ta thấy đây là cái chồi của cây vú sữa thường nè. Và cái vị trí ghép vú sữa hoàng kim thì nó bắt đầu từ chỗ tay của tôi lên trên. Và cây này thì đang có trái và đang có hoa rất nhiều. Cây này thì nó khoảng 3 năm tuổi hơn rồi. Và các bạn nhìn tổng quát cây nè, cây nó cũng khá là nhỏ thôi, không có quá lớn. Và có trái khá nhiều. Và một số trái đã chín rồi. Đây, một trái. Đây, trái nữa. Hai. Và trên ngọn có những trái nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ hái vào một trái để ăn thử. À, đây là trái tôi vừa hái xong. Nhìn màu vàng ươm rất đẹp, nhưng mà về kích cỡ thì có thể nó nhỏ hơn vú sữa thường một chút. Bây giờ tôi nhìn qua hình dạng của cây này. Vú sữa hoàng kim thì thoạt nhìn tôi thấy nó không giống với vú sữa thường cho lắm, mà nó giống cây Lê Kim Ma nhiều hơn. Đây là lá nè. Và hoa. Hoa thì nó có rất nhiều. Và đây một trái chín nữa. Đây một trái thì tôi đã hái. Nói về cái giống vú sữa này thì nó rất là đẹp mắt và lạ. Có thể trồng vài cây chơi quanh nhà. Còn nếu như trồng kinh tế chính thì cần phải nghiên cứu thêm. Bởi vì nó là cây ngoại nhập, có xuất xứ từ Đài Loan, chứ không phải là cây bản địa Việt Nam. Và hiện tại thì cũng chưa có thị trường xuất khẩu. Còn nếu như vú sữa thường, vú sữa hoàng kim ở vùng Vĩnh Kim, Tiền Giang. À, xin lỗi, vú sữa lò rèn ở vùng Vĩnh Kim, Tiền Giang thì đang xuất khẩu khá mạnh ra nước ngoài. Còn vú sữa hoàng kim này thì chưa có từng nghe nói xuất khẩu. Còn trong tương lai thì không ai biết như thế nào. Nhưng mà nếu như không có xuất khẩu mà trồng đại trà thì sẽ xảy ra cái tình trạng được mùa mất giá. Đó là cái tình trạng chung của nông nghiệp Việt Nam rồi. Chứ không riêng gì một giống cây nào. Rồi như vậy là tôi sẽ đi vào xẻ cái vú sữa này để xem bên trong nó như thế nào. Đây là ba trái vú sữa hoàng kim mà tôi vừa hái. Thật nhìn thì thấy kích cỡ nó nhỏ hơn vú sữa thôi. Mà dù vậy thì cái vỏ nó màu vàng ống rất đẹp. Và bây giờ tôi xẻ trái này xem nó như thế nào. À, điều đặc biệt là vú sữa này chỉ có một hạt thôi. Tôi vừa xẻ ra rồi nè. Rồi tôi sẽ ăn thử luôn. Xem chất lượng nó như thế nào. Đây, tôi xẻ miếng này rồi tôi ăn thử nha. Về vị thì có thể nó ngọt hơn vú sữa thường một chút. Và nó không có bị dính mủ như là vú sữa lò rèn. Mùi thì nó khác vú sữa một chút. À, như vậy tôi vừa ăn thử một miếng. Và cảm nhận là vị thì ngọt hơn vú sữa lò rèn một chút. Và cái ruột của vú sữa thì nó cứng hơn. Nó dẻ hơn. Chứ nó không có bị mềm và nhão như là vú sữa lò rèn. Bởi vì những cái miếng như thế này đó, nhìn có vẻ nó rất là cứng. Và nó chỉ có một hạt thôi. Như vậy là tỷ lệ phần ăn được trong cái vú sữa nó nhiều hơn so với vú sữa lò rèn. Rồi, như vậy là các bạn vừa xem tôi hái trái vú sữa đó, vú sữa hoàng kim lên cây và xẻ ra một miếng ăn thử. Chất lượng thì có thể nó lạ và nó khác với vú sữa lò rèn một chút. Về độ lớn trái thì nhỏ hơn và về hạt thì ít hơn, bởi vì nó chỉ có một hạt mà thôi. Bây giờ tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.